này thiệt là quá quắt mà. Sao càng ngày càng kỳ cục vậy ta? Thôi, tất cả mọi chuyện này thì cho anh xin lỗi. Tại vì anh dạy nó không được tử tế, cho nên nó mới làm những cái điều mà người khác đau lòng. Thật sự anh cũng không ngờ nó dám làm chuyện như vậy. Bây giờ mặt mũi đâu mà anh nhìn những người thông gia ở bển đây. Thôi anh hai đừng có buồn. Thật ra chuyện này cũng đâu phải do anh hai đâu. Con Thảo nó lớn rồi, nó phải biết nó đang làm cái gì chứ. Đâu phải phụ huynh là có trách nhiệm phải đi theo nhắc nhở con cái cả đời đâu. Mà tội nghiệp thằng Tùng á, chắc nó buồn dữ lắm. Mà em á cũng bậy nữa. Hồi nãy á, em cứ lo nóng giận với con Thảo không à, mà không có để ý rồi không có chia sẻ, không có an ủi gì thằng Tùng hết trơn á. Anh dọn đồ đi đâu vậy? Lên bệnh viện. Tuần sau trực đêm như đó nhiều. Anh trực đêm thì anh cũng có thể vào miền nhà lấy đồ, hoặc là anh có thể nói em có thể mang lên bệnh viện cho anh mà. Đâu có nhất thiết phải vô trong đó ở luôn như vậy. Em đừng có làm bộ như là em không biết lý do thật sự là cái gì. Để lại em, tôi cũng không chấp nhận được cái chuyện em đã làm, cho nên là bắt buộc tôi phải dọn đi thôi. Cả hai chúng ta cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Anh suy nghĩ cái gì thì anh cũng có thể ở nhà suy nghĩ được mà anh Tùng. Làm ơn đừng có bỏ em đi trong lúc này được không? Làm ơn có thể hiểu em được không? Hình như anh ở nhà thì không thoải mái đúng không? Mà anh thấy những người mà làm em không thoải mái thì kết cục là cũng phải đi ra khỏi nhà. Mày làm cái giống gì vậy hả? Thắng, mày buông ra. Anh, con Thảo nó quậy cái chuyện tài đình như vậy mà anh để yên cho nó được là sao? Bây giờ tối rồi, giải quyết được chuyện gì? Để sáng mai được không? Nhưng mà em nói anh nghe nha, lần này á là anh không được mềm lòng với nó. Phải làm cho ra chuyện, cho nó một trận nên thân nó được. Chứ anh nói chuyện nó không có lọt vô tay nó đâu. Chuyện này có dính dáng gì tới mày không mà mày xí vô? Không hề nhanh, dính dáng em chứ. Dính cái gì? Em nói anh nghe nè, cái chuyện á mà em á với vợ em mà ngủ khách sạn á, em suy nghĩ kỹ rồi, là nó gài em chứ không hai á. Con cháu mà nó gài em thì em tức chứ. Mày có bằng chứng không? Bằng chứng gì? Em suy nghĩ kỹ rồi, ngày hôm đó là nó gài em với vợ em, hai người ngủ chung khách sạn. Mày suy diễn nha. Anh đừng có vậy, anh đừng có binh bị giật nó vậy. Em tức chứ, nó gài em lấy vợ mà. Con cháu mà anh vậy sao được? Em tức chứ. Cái gì? Không, mày phải làm, con Thảo làm gì em tức chứ. Đó, nó gài em lấy. Sao? Thì ra là anh lấy tôi là anh bị gài đúng không? Anh bị dắt mũi cho nên bây giờ anh nghĩ là anh vẫn tức tối hoài luôn đúng không? Phải, bà xã đừng nghĩ vậy. Anh đây là... ý anh không phải là vậy. Ý anh sao? Anh yêu em thiệt, anh mới cưới em. Nhưng mà em tức ở đây á là tức con nhỏ cháu của anh. Nó xỏ mũi anh, nó dắt anh đi như trâu như bò vậy đó. Nó xỏ mũi, nó dắt anh đi vậy anh mới tức. Thì đúng rồi, nó xỏ mũi anh, cho nên chính vì vậy anh mới lấy tôi nè. Nếu mà nó không xỏ mũi anh thì chắc gì anh đã cưới tôi. Phải, bà xã đừng hiểu lầm vậy. Anh yêu em thiệt tình, anh tự nguyện cưới em. Anh thấy đi, từ lúc mà anh cưới em về á là ngày nào anh cũng vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc hết. Nhìn vô mắt anh đi, anh nói thiệt mà.
Anh Hai nói giùm em tiếng anh Hai. Tất cả là tại mày. Mày tào lao, xuôi mày cũng nói được, ngược mày cũng nói được. Tất cả là do mày, mày áp đặt mà. Bà xã, con Thảo đó. Mày nín. Con Thảo đó nó làm cái chuyện gì đó. Mày làm gì vậy? Anh tính nói gì? Anh nói mày thêm. Lo chuyện của mày đi, mày lo chuyện em mày à, đi. Bà xã. Thật sự là ba rất thất vọng khi con hành động như vậy. Con nghĩ sao mà Thảo? Đúng là lúc đầu khi tụi con quen nhau thì các bà ấy khó chịu. Nhưng khi con với thằng Tùng cưới nhau, rồi hai đứa về đó ở chung một khoảng thời gian dài như vậy mà con không cảm nhận được tình cảm của các bà ấy à? Tại sao? Không phải là con không cảm nhận được tình cảm của các mẹ, cũng không phải là con không yêu thương các mẹ thật lòng. Con có biết là các mẹ cũng không đối xử tệ với con, và rõ ràng là con có thương các mẹ. Nhưng mà ba phải hiểu là lý do tại sao ban đầu con lại hành động như vậy. Với lại thực sự là đã có những lúc con cảm thấy rất ngột ngạt, rất khó chịu khi sống trong cái căn nhà đó một mình con với ba người phụ nữ xa lạ đó. Thực sự đã có lúc con rất là căng thẳng. Bây giờ tất cả mọi chuyện nó đã khác rất là nhiều. Với lại nếu như những gì con làm á khiến cho các mẹ cảm thấy khổ sở thì đúng là con sai. Nhưng mà đằng này ba nhìn đi, cuối cùng thì ai cũng có một cuộc sống hạnh phúc riêng, có một cuộc sống rất là thoải mái. Thì tất cả những gì con làm á cũng chỉ khiến cho mọi người sống hạnh phúc hơn và thoải mái hơn thôi mà. Con thấy nó cũng đâu có gì là sai và quá đáng đâu. Con đừng có lấy kết quả để mà con bao che cái hành động của con. Con cứ nghĩ đi, nếu như thằng Tùng mà nó sống không có các mẹ của nó thì nó sẽ như thế nào? Kết quả như thế nào thì nó cũng là một kết quả tốt. Với lại các mẹ vẫn như vậy, vẫn yêu thương anh Tùng, chứ cũng có bỏ rơi ảnh đâu. Hơn hết là con muốn nói là chuyện các mẹ dọn đi á, con đâu phải là con ép các mẹ. Nếu như các mẹ không có ý định ra riêng thì con có làm như thế nào á thì các mẹ vẫn sẽ không quyết định như vậy. Với lại ai rồi cũng phải có một cuộc sống riêng thôi, đâu thể nào mãi mãi như vậy được đâu. Từ từ á, rồi anh Tùng cũng sẽ quen thôi à. Anh Tùng cũng sẽ chấp nhận được điều đó thôi. Chấp nhận? Chấp nhận các mẹ chồng con dọn đi hay là chấp nhận chuyện con làm? Con cứ nghĩ đi. Các mẹ của con hy sinh tuổi thanh xuân, nuôi dạy thằng Tùng khôn lớn để con có được một tấm chồng tốt. Bây giờ con đối xử với thằng Tùng và các mẹ như vậy à? Ba, ngay cả ba cũng không hiểu được những gì con phải trải qua sao? Đúng là ba phải hiểu con nhất chứ. Ba hiểu con à? Không được. Chuyện này là con sai rồi. Bây giờ ba quyết định thế này. Con phải xin lỗi các mẹ chồng của con. Mời mẹ chồng cũ của con trở về nhà. Lúc đó con xin lỗi luôn cả chồng con là thằng Tùng. Nếu con làm được chuyện đó thì tốt. Còn không thì con đừng bao giờ nhìn mặt ba. Anh xin em luôn á, đừng có giận anh nữa được không? Anh đã nói là anh tức là tức cái vụ con Thảo nó hại mình, chứ không phải là tức cái vụ con Thảo nó hại mình đám cưới. Em hiểu không? Em thấy hai chuyện đó có gì khác nhau đâu. Không phải, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau chứ. Anh tức con Thảo là tại vì con Thảo nó hại tụi mình, chứ không phải là anh tức cái vụ con Thảo nó hại anh cưới em. Phải chi nó hại anh cưới người khác á thì anh tức nó. Còn cái này là anh tức cái vụ mà nó hại hai đứa mình cưới nhau. Thôi em biết đầu quá. Anh nói gì em thấy mệt quá, anh đi về giùm em cái đi. Em ơi đừng có giận em nữa được. Em không muốn nghe anh giải thích gì hết trơn á. Hai cái chuyện anh tức thì tức con Thảo mà. Có lòng vòng hai chuyện đó nó cũng như nhau thôi. Em à, đâu phải chuyện em à. Mà Thảo làm gì hai người vậy mà? Nó hả? Nói thiệt. Anh đi về. Nói nữa. Anh nói nhiều quá, đi về giùm em đi. Nói nhiều quá.
Mẹ, mẹ nói con biết đi mẹ. Thảo làm gì mẹ? Trời ơi, có làm gì đâu con. Con đừng có nghe ông Thắng, ông nói lố sự thật lên vậy đó. Ai nói không làm gì? Em đừng nói vậy, không có được. Con, chú tức lắm, chú phải quay lại chú nói nè. Con Thảo mặc dù nó là cháu của chú, nhưng lần này chú không thể nào binh vực nó được nữa. Nè, nó quá đáng lắm. Nói con nghe, con Thảo tìm cách đuổi ba mẹ chồng ra đường đã là quá đáng tội nặng lắm rồi. Nó còn chơi chiêu à, gạo nấu thành cơm, nó ép chú với lại mẹ chú con đám cưới nhau. Đó, coi có được chưa? Hả? Anh im đi. Mà... nói ra cuối cùng á là tại do anh đúng không? Anh bực mình, anh tức là tại vì con Thảo á nó ép anh cho nên anh mới lấy em, đúng không? Không nếu phải. Mà con Thảo nó không ép anh á thì em với anh không có lấy nhau sớm. Nói tóm lại là anh không thích cưới em, đúng không? Không, anh tức là tức con Thảo. Thấy chưa, anh còn chối nữa hả? Anh nói rõ ràng ý anh là vì anh tức. Anh tức con Thảo nó ép anh lấy em, đúng không? Anh tức nó, anh ghét nó tại vì nó mà anh với em mới lấy nhau sớm. Nếu không là anh đâu có muốn lấy em. Không phải em ơi, hai đứa mình lấy nhau là anh phước 10 đời. Nhưng mà tại anh tức là tức con Thảo á, nó quá đáng anh ơi. Anh vừa mới nói gì tức thì mà anh còn nói nữa hả? Anh nói hồi nào anh đi về giùm em cái đi. Con xử con Thảo giùm chú nha. Bây giờ con Thảo làm như vậy nè, làm hai người cãi lộn nhau đó, con thấy chưa? Đi về giùm em cái đi. Đi về. Nè, anh đi về chưa? Nghe nói mà. Anh không nghe cái gì hết á. Anh như vậy nữa là em không cho anh vô đây nữa luôn á. Anh tin không? Trời ơi, anh về nè. Đi về giùm em đi. Mình thật sự không hiểu gì về Thảo hết. Tại sao vợ của mình lại có thể trở thành một con người như vậy chứ? Trời ơi, ban ngày không thấy mũi, sao tối nó kéo về nó thăm mình nhiều quá vậy trời. Đố một cây nhang mũi mà không si nhê gì hết. Ốp thêm cây nữa coi. Bà không thể nào chấp nhận hành động của con được. Nếu con không xin lỗi các mẹ chồng của con và thằng Tùng, và mời mẹ của con trở về nhà trở lại, thì con đừng bao giờ nhìn mặt ba. Ủa, tới nào sao không gọi điện cho mẹ? Ngợp quá hả con? Biết sao không, mũi quá cho nên mẹ đốt một cây rồi mà nó không xi nhê cho mẹ đốt cây nữa, nó hơi khói nhiều chút. Chút xíu cái nó tàn hết cây mũi, sợ bà mất tiêu không sao đâu. Ơi, hay là mẹ về nhà ở đi mẹ, về nhà cho nó thoải mái, chứ mẹ ở đây như vậy con áy náy lắm. Thực sự con không có muốn như vậy đâu mẹ. Áy náy gì mà không biết áy náy, mới đầu thì không quen, riết cũng quen con. Mới đầu thì buồn ha, nhưng mà không sao, mẹ đâu có buồn. Mẹ vui lắm á, tại chiều nè có ông Chí không? Mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Giờ con cũng cảm ơn mẹ hôm trước á, mẹ đã nói đỡ cho con. Nhưng mà còn chuyện của mẹ với ba con. Ôi, cái gì xin lỗi rồi cảm ơn gì tùm lum hết trơn. Mẹ nói đỡ cho con, không phải là cái chuyện mẹ đang quen với ba con đâu. Mẹ nghe con nói trước đó nha mẹ. Thực sự là con hoàn toàn không có ác cảm hay phản đối gì chuyện tình yêu của ba mẹ vào tuổi xế chiều hết. Nhưng mà ba mẹ đang là xui gia, ba mẹ không thể nào yêu nhau được. Con cảm thấy chuyện đó nó rất là kỳ cục và rất là khó xử. Con mong mẹ thông cảm cho con. Mẹ biết. Chính vì vậy mẹ quyết định chia tay với ba con. Con yên tâm, ba mẹ không có việc gì phải chia tay hết. Thảo, xem quá đáng vậy Thảo. Em đã tìm đủ mọi cách để em đẩy mẹ Cúc ra khỏi nhà, còn bây giờ em muốn ngăn cấm chuyện ba mẹ yêu nhau nữa hả? Xem càng ngày càng ích kỷ vậy Thảo. Anh này em nói em không có đẩy mẹ ra khỏi em nhà. Em lấy cái quyền gì? Anh, em đã nói rồi, em không ngăn cấm, em cũng không phản đối chuyện tình yêu của ba và của mẹ. Nhưng mà người đó là ba của em. Anh không thấy là một bên là ba em, còn một bên là mẹ chồng em. Hai người yêu nhau nó kỳ cục lắm hả? Họ là xui gia mà. Thôi cho mẹ ca, mẹ xin hai đứa đừng có chuyện gì chuyện của mẹ mà phải gây gỗ. Tùng à, chuyện mẹ chia tay với ba của Thảo là tự mẹ quyết định, chứ không phải vợ con có nói tiếng nào vô ra gì hết. Đừng có giận vợ con nghe chưa? Mẹ à, chuyện tình cảm của mẹ mà mẹ, có phải nó bỏ là bỏ mẹ. Mẹ cũng không gì gì phải nhân nhượng cổ hết á. Cổ cũng không tốt đẹp gì đâu. Anh nói gì vậy? Còn hỏi lại hả? Chính cô là người đã cài bẫy chú Thắng với mẹ Trúc đến với nhau.
Trời ơi, Tùng ơi là Tùng, ngồi xuống đấy nghe mẹ nói đi nè. Trời ơi con, cho dù con Thảo đó nó có làm lỗi với mẹ, mẹ cũng không có chấp nhất. Biết sao không, vợ con là người con gái tốt. Còn cái chuyện mà mẹ với ông Chiến mà chia tay nhau là mẹ muốn tụi con không phải khó xử, hiểu chưa? Chứ không phải là... Trời ơi, tại sao con không theo năn nỉ nó đi? Nhưng mà mẹ ơi, con cứ cố chấp như vậy thì mẹ cũng đâu làm khác được đúng không mẹ? Sao bây giờ con không biết phải đối diện cổ sao nữa. Mẹ ơi, bố anh chọn sai người đúng không mẹ? Đừng có nói bậy, không phải là chọn sai người đâu. Con đừng có hiểu như vậy. Thôi, mọi chuyện buồn từ từ sẽ trôi qua, hiểu chưa? Không có gì đâu con, bình tĩnh lại nghe không? Phe con, nhưng mà bây giờ con làm mẹ thất vọng quá. Ngay từ đầu á, nó có coi ba bà mẹ chồng này là người một nhà đâu. Các mẹ của con hy sinh tuổi thanh xuân, nuôi dạy thằng Tùng khôn lớn để con có được một tấm chồng tốt. Bây giờ con đối xử với thằng Tùng và các mẹ như vậy. Bây giờ anh rất thất vọng về em á Thảo. Anh không biết là phải đối mặt với em như thế nào nữa. Mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.